Ý, có cạn nhậu rồi. Mà con uống miếng thuốc đi nha. Vào đây con, mang cốc nước vào đây. Trời 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 trời. Cái xịt khoáng tôi được rồi trời. Trời ơi, tóc dài là nhanh như chị Vi. Và biệt đội Hà Nội vào nhậu trang điểm nhẹ nhẹ, em có chúng nó thấy mình phờ phạc chịu không? Trời ơi, dạo này à, ghiền phim. Chào em Đạt Nguyễn. Đang về tưởng vui ai nè, chuyện mùa bắt đầu xảy ra. Cái gì chuyện vừa bắt đầu xảy ra? Con mất Cái từ một từ cái gì, người. nói từ từ nào, chuyện gì, từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha. Cái gì đấy, nói gì xem nào. Đang buồn cái chuyện gì? Đang vui tưởng cái gì buồn? Con lại bị táo bón à? Tại sao? Con mất một hình giấy đang cần rồi, đang chuẩn bị xếp vô trường mất tiêu rồi. Mất tờ giấy à? Thì nó chỉ bay đâu đây đó quanh đây thôi. Không, con để trong phòng rổ rồi, chắc là nó bay vô cái ngóc mắt ở dưới cái chỗ gì ta. Thì chắc chắn nó chỉ trong cái nhà mình thôi. Táo bón nó cứ chạ cả nhà. Hộ Kiến kể cho mọi người xem đêm qua Kiến bị đau bụng thế nào, không đi cầu được thế nào. Ủa, Kể trong đây có nước luôn hả? có thuốc, con uống, con nói cho mọi người coi. Con kể cho mọi người nghe em qua như nào. Đau bụng quá trời, sốc mất rồi. Hôm qua Kiến bị đây lấy cái tội do gì? Uống được chưa? Hôm qua con uống như nào? Được chưa? Uống được chưa? À, cuối tháng Kiến đi Hà Nội xem Blackpink nha chị. Bà Kiến nhà em Uống lộn hết nước luôn. bà Kiến nhà em bà bị táo bón hiểu không? Nên là hôm qua tối hôm qua em uống 2 viên, Kiến uống 2 viên, sáng nay em mới đi cầu, còn Kiến đêm qua là đã dậy đi cầu được rồi đó. Những người à, em uống 2 viên nha. Viên táo bón này của Mỹ 395.000 một hộp, một hộp là 400 viên. Cái này cả nhà dùng được, không táo bón cũng uống được bình thường. Giống như kiểu mình ăn nhậu nhiều quá, mình ăn toàn thịt ấy, không ăn rau á, là mình dùng cái này. Được chưa bà? Con phải cho cái viên thuốc này trong nước uống luôn. Bà Kiến càng lớn mặt càng thanh tao. Con phải uống cả cái cụm ngụm nước ấy vào luôn. Nào lẹ lẹ đi ra mấy trang điểm còn đi nào. Được chưa? Chả hiểu sao Hôm qua con uống được cái được liền mà. vỡ bớt rồi. Xong chưa? Tự nhiên nhặt cho mình luôn. Đấy là viên dành cho người bị những cái người mà ăn uống lắm thì ăn thịt thân thiết như em ấy. Bảo lê bà yêu tôi hay bà yêu bà Kiến mà nói cho nghe nào. Đó, đây là viên táo bón này. Những người nào mà đi cầu không được, những người nào mà bị hạn chế ăn rau nhiều là phải uống cái viên này ha. 395.400 viên. 4 tuổi trở lên xài được rồi. Về về cái liều lượng uống ấy, mọi người inbox cho em. Với cả là cái gia đình nào có truyền thống ăn thịt, không ăn rau như nhà tôi là phải mua cái hộp này, cái của Mỹ nha. Đó. Định đánh lớp kem chống nắng nhưng mà thôi, phủ lớp phấn. Đi làm vài cốc bia cho thắm tình dân tộc. Sài Gòn nó đang nắng quá. Đó.
Em chỉ cần đánh một lớp thế này thôi này. Nó giống như kiểu một lớp thay chống nắng, bởi vì là cái phấn này nó có hàm lượng chống nắng là 55 PA cộng cộng. Mạng em nó cùi bắp lắm, lúc like lúc được lúc không. Phấn này là phấn AGE của Hàn Quốc, em bán đến bây giờ là gần 5 năm nha mọi chị. Em bán cái gì là cũng chung thủy, trung thành như con người của em vậy đó. Đó. Mấy mấy béo nhỉ? Kẻ cái lông mày xong là xong rồi. Bút kẻ lông mày Misa. Em nói là chị, các chị đã xây dựng hình ảnh đi nhậu nó cũng là cả một vấn đề đấy. Em là tiểu sử là tiền 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 là bị táo bón rồi các chị. Chùm nó toàn ăn thịt thôi, không ăn rau. Bút kẻ lông mày mọi người mua bên em có màu nâu và màu đen nha. Misa. Misa và của bên em có Misa và một cái hãng nữa, nhưng mà hai cái dòng bút đều là chất lượng như nhau, nó chỉ khác cái tên thôi. Đó. Nói chung là mà về cái bút kẻ lông mày thì em thiên về những cái màu đen, nó không phải đen xì đâu nha. Đen nhà em mà đen xám ghi. Nâu của nhà em là cũng nâu xám. Em không có cái bút kẻ lông mày màu nâu đỏ đâu mấy chị. Mạng cùi bắp ghê vậy đó. Đó, sau đó em dùng cái mascara này. Em chút ngược nó lên, cái mascara là 250 cành. Còn bút kẻ lông mày ấy nó sẽ là 250 cành, hình như được giảm giá còn 205 cành nha các chị. Rất nhiều người ấy cái sợi lông mày nó bị rũ xuống như con gà rù ấy. Đó, về phong thủy sợi lông mày, đầu lông mày mà mình bị rũ xuống ấy là ra đời nhiều đứa nó bắt nạt lắm. Dạo này em bị nhiều đứa bắt nạt quá nên em phải dùng cái mascara chân mày này mỗi ngày luôn đây này, đó thấy không? Mascara chân mày nó cũng có màu đen, màu nâu và màu nâu đỏ nha mấy chị. Đó, má hồng này. Má hồng em dùng số 02 nha mấy chị. Má hồng hồng dùng số 02. À không có dai dú gì ạ, à. Đi nhậu với thằng bạn. Nhưng mà mới có tập trên TikTok viral nên là sợ mọi người ra đường mọi người bảo con này ngoài xấu thế. Chứ bình thường có đẹp đâu. Ai xem cái talk show đấy rồi thì thấy em con người em xem livestream mà em sao nói vậy. Em mà giờ lo kiếm tiền. Ai thích làm ngôi sao cứ làm ngôi sao. Em kiếm tiền. Đó. Em đi ra đường make up rất là nhanh. Cái màu má hồng 02 này này vừa làm má hồng vừa làm màu mắt được luôn. Mà những chị nào không biết trang điểm ý, thì nên như thế này. Tại vì cái màu má hồng này nó màu cam hồng. Nên là nó rất là nhẹ nhàng và dễ đánh. Cái cọ này em đánh là ở trong bộ cọ 8 cây Vicosi nha. 395 cành. 420 cành giảm giá còn 395 cành. Cái bấm mascara tôi đâu rồi trời, A Di Đà Phật. Đây rồi.
Úi dồi, đi nhầm vứt đâu à. Thôi chả cần mascara, tầm này ai nhòm mà mascara oánh cho có tí màu vậy thôi đó. Đi tìm cái kính nữa nè. Nhiều khi đi ra đường nha em nói thật với chị, đi nhậu nó cũng là phong thủy đấy. Các chị công nhận là hôm nay cái áo này áo của chồng em á chị. Nói chung là y gội đầu rồi nhưng mà gội đầu chưa kỹ nó vẫn hơi ngứa. Tại vì là bạn gọi nghe thì chữ nhậu một cái gọi là phóng như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Chào Mickey em ơi. Đó. Với kinh nghiệm của em đi nhậu ấy, với những cái bà nào ha. Trời ơi cái này nó mới về này. Này cho mấy bà giòn. Đó. Trời ơi. Thề cuộc đời các chị mà thấy cái túi này là ngất xỉu. Trời ơi cái mới về má ơi. Đó. Có cái dây bên trong này đó. Trời ơi đây. Ê cái túi đẹp quá nha mấy bà. Cái túi đang hot lắm nha mấy chị bà. Đó. Đây. Nó sẽ sun lại như này mấy bà. Nó sẽ sun lại như này này. Các bà kéo này. Bà chị tôi có cái này túi chị. Tôi thấy bà đeo đẹp lắm nên tôi bị nhập về tôi bán. Cái này vì chưa để đồ nha mấy bà. Chưa để đồ. Đây tôi để cái túi hộp. Tôi để hộp thúc là cho trũng xuống mà hiểu không. Trũng xuống. Đó. Đó. Úi giời ơi. Góc phố nơi anh hẹn. Các bà dòm dùm coi. Có phải đeo cái này đẹp không? Trời. Hự. Sợ. Ok không? Mọi người đeo cái túi này ok không? Cái này có hai màu như mấy chị. Này. Cái này có hai màu. Cái này có hai màu. Màu bạc. Đó, màu bạc và màu đen. Tùy các chị lựa chọn ha. Trời ơi cái màu bạc nó xịn sò. Má ơi nó mới về. Cái này rất đẹp nha mấy chị ơi. Cái này đi xem Blackpink là đeo là đẹp luôn rồi. Trời ơi Kiến ơi. Kiến Kiến. Chị Lisa cái thứ chị có đeo cái túi màu bạc không con? Dạ chị đeo cái túi màu đen mà. Là cái này màu đen hả? À? Đúng không? Ba lô. Cái túi nhỏ nhỏ cỡ này nè. Nhỏ nhỏ cỡ này á. Thôi thì để con phải gửi hình cho mẹ xem chị mặc, mẹ mặc cái gì cho nó hợp với Lisa. Ở đâu? Chị Lisa chứ đâu có đeo gì đâu. Trời ơi ta nói. Cái này là không đẹp là không ăn tiền nha mấy chị. Đó. Đây nè. Wow. Chị cầm cái túi. Đẹp nha. Chị cầm cái túi nhỏ nhỏ. Ồ. Là cái màu này nè. Cái này là size này là size xem nào. Size này là size 30 35. Size này là size 35 nha mọi người. Đúng 35 hay 30 nhỉ? Em nghĩ cái này cỡ khoảng là size 30. Để em xem thông số thôi. Size 32 mọi người ơi, cái này 32 35 trời. Chị đeo size 30 mẹ. Đi ra thì mình sẽ tìm cái khăn, cái dây. Trời ơi, cái túi size bao nhiêu đây? Không nhớ size bao nhiêu, tìm cái dây, cái thước dây đâu rồi, cái thước dây đâu rồi? Cái này cỡ size 32 hoặc size 35 nha mọi người. Có hai màu đen và màu bạc thôi, chỉ về hai màu đen bạc. Rất là đẹp luôn. Cái mã này sẽ là 1570 nha. 1850 em giảm sale luôn còn 1570. Đó, cái này đã bán 1570 nhưng một chửi chết. Nhưng mà cái rất đẹp nha mọi người, trời ơi đẹp quá. Và bên trong nó có một cái này. Bên trong nó có một cái này nhưng mà các chị 1.570.000 ha. 1.570.000. Không tặng quà, không tặng đồ nha mấy chị. Cái này là còn. Cái này là mới về hôm nay nha. Mà em bận không like kỹ cho các chị. Ha. Đó, đây. Ok chưa? 1570 triệu lấy chụp hình lại giùm em. Ok chưa? Màu bạc thì các chị nên mặc áo màu đen nha. Nếu lấy màu bạc mặc áo màu đen ok. Trời ơi. Nhưng mà em đi nhậu em không mặc hai cái đây đâu, em đeo cái này. Còn ba lô MLB là này, là em sẽ đeo cái này, tí sẽ đeo cái này bởi vì cái này đi nhậu. Say đeo vào người không vừa mất. Đó, ba lô MLB thì có giá là 1550 ha. Ba lô MLB có giá 1550 nha. Đó.
Các chị lấy chụp hình lại giùm em nha. Mạng nghe nó như cùi bắp ấy. Lại nó dập ra dập dình. Lại ngắt kết nối chán ghê vậy. Thôi thôi, tôi chụp hình cho mấy bà tôi đăng lên nha. Tôi chụp hình cho mấy bà tôi đăng lên ha. Đấy nó cứ bị giờ nó cứ bị ấy đó mọi người không nhìn thấy. Đây nha, bên trong một ngăn này, hai ngăn. Rồi giờ tôi đi nhậu. Ha. Bye bye các thánh nha. Đó, mùa hè mặc này ra đường là mát nhất này mấy bà. Trời ơi cái túi này. Đẹp không? Mọi người thấy em mặc bộ này mà đeo cái màu trắng bạc hay màu đen đẹp. Mọi người theo mọi người thì hai cái túi này thì màu đen thì dễ thông dụng rồi. Thì mọi người theo mọi người mặc cái bộ đồ này thì đeo màu bạc hay màu đen đi xuống phố cho người ta ngắm. Ú lượt rời. Ú lượt rời. Hư. Đó, sao? Dạng này gầy nhá mọi người, gầy rồi. Gầy rồi, em gầy lắm rồi. Gầy được mấy cân rồi. Nhưng mà giờ đi nhậu lên với bà. Cái outfit này đi lên đồ đi nhậu này có ok không? Có được không? Thấy không? Gầy một cái xinh liền với bà. Có vẻ cái túi màu đen đeo đẹp ha. Kính bán, mũ da lì vai, túi bán, đồng hồ bán. Ha. Nghiêng góc lên nào, bị cận thị chẳng nhìn cái gì cả. Trèo lấy cái nào chụp lại nha. Ok là. Các bà chụp lại cho tôi bức hình nha. Bye bye cả nhà. À cái túi này là 1.850.000. Nhưng mà vì là em không có thời gian like em quay clip này nên là em sẽ sell cho mọi người luôn là 1.580.000 nha. Giá cuối cùng kịch kim 1.580.000. Ok chưa? Cái này là size, em nghĩ là cái này nó khoảng size 35 hoặc 32. Em nghĩ khoảng 32. Em nghĩ size này khoảng size 32 nhé mọi người. Nó vừa phải thôi, size 35 thì có vẻ nó hơi to. Nhưng mà size 32 ok. Đó, cái form này form túm nhé. Bên trong cái túi này này mọi người, nó có một cái túi này này. Đó. Mọi người tháo ra cầm tay riêng. Ví dụ như đến cơ quan mình không thích cầm đeo cả cái túi sợi giật đầu thì mình cầm theo cái túi này. Để tiền này, khống son này, thẻ điện thoại, các thứ rất ok. Các thứ rất ok, gọn gàng ha. Nên là chị nào lấy cái này chụp hình lại giùm em. Em sell cho mọi người là 1.580.000 nha. 1.580.000. Đó, siêu đẹp. Bên trong rất là đẹp luôn mọi người. Để được siêu nhiều đồ. Đó, bên trong mọi người này. Góc trần nha. Đẹp, mọi người mua chụp hình lại inbox em có hai màu. Thế mà cái này chỉ có hai màu trắng bạc là size 32 nha mọi người. Em nghĩ là khả năng size 32 cao bởi vì cái này vừa về hàng nên em chưa đo nha. Đấy, đẹp quá là phải quất lên một cái luôn. Hư. Thế nào? Hư. Chụp bikini nào. Hư. Ok là. Con ba ba. Còn đây là outfit ra đường của tôi này mấy mẹ. Biết sao, trời nắng lắm. Đi Grab xe ôm cho lẹ. Đó. Đi ra đường nói chung thực tế là em thích đeo ba lô vì Sài Gòn nó rất hay giật đầu. Nhất là cái thời điểm này nó rất chi là khủng khiếp. Nhìn ra đường bây giờ bụp 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 bụp. Đó, ba lô này nhỏ con nhưng mà để được rất nhiều đồ nha mọi người. Ba lô này sale cho mọi người 1.550.000. À, sale cho mọi người 1.550.000. Ra đường giờ đi dép lào cho lẹ. Đôi này đi dép lọc cọc. Nên là chị nào thích những sự năng động trẻ trung thì các chị mua những cái ba lô này đeo. Mới về nha chị, MLB mới về các chị nha. 1.550.000. À, trời ơi các chị em mà đi xong bộ này các chị cũng không tưởng em 16 à. Đấy, đứng xa xa cho các bà dò mà em như em 16 à. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này ấy, các chị mà có con gái 15-16 tuổi ấy là rất thích bởi vì làm sao? Nó cùng slide, cái nón này là em không bán, cái nón này là bạn sinh nhật Levi. Thì các chị mua mấy cái nón ấy, mấy cái nón đen đội cũng được. Vì nhà em chỉ về ba lô không về cái nón, để em tìm xem có cái nón thì em ấy. Nhưng mà ba lô nhà em rất xịn xò nha mấy chị nha. Ba lô nhà em rất xịn xò ok. Đó. Chất liệu của nó là dù nha mấy chị. Dù nhưng mà dù cao cấp nó không bị xù lông đâu mấy bà.
Kính thì em có bán nha, kính kính V 490.000, kính vào bao da. Đồng hồ có bán nha. Tôi đi nhậu đây, bạn bè nó chờ. Đây là bên trái có quán nhậu, chị ấy có quán nhậu đó. Sự quán nhậu hôm nay chưa đông thế nhỉ? Thank you em. Cảm ơn chị. Thank you em.